đi ra đi. Thôi mà em, bình tĩnh đi mà. Tưởng tôi ngu lắm à? Anh chỉ muốn xài tiền của tôi chứ gì? Tôi không hề quan tâm cuộc đời của anh đâu. Anh đã nói với em rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi không biết, tôi chán lắm rồi. Mika à, anh cút đi nha. Em à, em đi à, đồ ăn bám. Mika, nè Mika, mở cửa đi Mika. Mika, mở cửa cho anh đi mà. Mika, mở cửa cho anh đi, làm ơn. Ồn quá đi, tôi gọi cảnh sát bây giờ. Ừ, thì em mở cửa cho anh đi thì anh sẽ không kêu nữa mà hả? Đi mà em. Người tốt. À, Sino à? À, xin lỗi nha, vì cô cậu đột ngột như vậy. À, tối nay cho ngủ nhờ nha. Hả? Đi công tác? À, hơi vậy thì thôi. À, à, chào cậu nha. Kazuki hả? À, xin lỗi, à, tối nay cho mình ngủ nhờ nha. Hả? Bạn gái ngủ lại sao? Satoshi? Ryoji? Kenta? Ê, thiệt là quá đáng mà. Thiệt tình. Cậu không sao chứ? Hả? À, là vậy. Nãy giờ tôi có nghe cậu nói chuyện trên điện thoại. Chắc là cậu cũng đang gặp khó khăn gì hả? Ờ, thì sao? À, nếu như cậu đồng ý thì tối nay tôi cho cậu ở nhờ. Tôi có chuẩn bị sẵn chỗ cho cậu. Tôi chỉ muốn hỏi như vậy thôi. Ờ, là chỗ này. Đây. Nhưng mà nếu là tiền bạc thì không cần đâu. Tôi chỉ giúp người thôi. Từ hồi tôi còn trẻ cũng cỡ anh, cũng cực khổ lắm, nên thấy người như anh gặp khó khăn tôi cũng không thể không giúp. Cảm ơn. Phòng 305, đừng có nhầm phòng nha. Chìa khóa này cậu có thể giữ tới ngày mai trả tôi cũng được. Tôi đi trước đây. Cô ngục tệ lắm ha.
Cái gì nữa vậy? Khó hiểu quá đi. Sao lại vậy? Không được rồi, thiệt là không xong rồi, không xong rồi. Đừng có dọa tôi mà, đừng có dọa tôi đó. Không được rồi, phải đi khỏi đây thôi. Phải đi ngay thôi. Sao lại vậy? Không được, phải đi ngay thôi. Mở không được. Sao vậy? Sao lại còn mở không được chứ? Mở ra. Là mơ sao? Đi thôi. Lần
dẫn thêm người tới. Đi ra ngoài. Dạ. Nói gì thì nói, trời nóng quá. Bà rất bận mà vẫn dành thời gian đi với gia đình. Khâm phục ba thật. Vậy à? Nhưng mà ba cũng muốn tới đây thêm một lần nữa. Vui chi muốn tới chỗ đó bằng mọi giá phải không? Đúng chứ? Dạ. Chắc cảnh đẹp lắm nên anh mới như vậy. Ê nè mọi người, chúng ta nghỉ giải lao thôi. À dạ. Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi rồi ăn bánh nha. Đồng ý. Đồng ý. Hồi nãy con có nói là nhặt được búp bê gì đó phải không vô kia? Có nói sao? Con nói hồi nào? Hình như là Du Chi nè. Con nhặt được búp bê phải không? Con cũng không biết nữa. Thôi, chuẩn bị đi tiếp mọi người ơi. Chụp hình trước khi lên đường nha, chịu không? Ba à, thời gian có hạn đó. Nếu không đi nhanh thì mặt trời lặn mất. Đi thôi. Tới nơi rồi. Là chỗ này nè, là nó đó. Ăn trước mình cũng đi tới chỗ này rồi. Đúng là đẹp thật đó. Chỗ này là nơi lý tưởng để sống. Lý tưởng hả? Chỗ cao như vậy làm sao mà sống hả? Chắc là vậy. Anh à, lấy máy ảnh chụp hình đi. Được rồi. Mình lại con nghĩ là đẹp. Mình ơi, hình chụp đẹp không? Chụp thêm tấm nữa đi ba. Hồi nãy canh thời gian kỹ lắm, chắc không sao đâu ha. Nói gì thì nói, trời nóng quá. Hồi nãy con có nói là nhặt được búp bê gì đó phải không Yukiya? Hình như là Du Chi nè. Con nhặt được búp bê phải không? Chụp hình trước khi lên đường nha, chịu không? Là chỗ này, là nó đó. Tháng trước mình cũng đi tới đây rồi. Lý tưởng hả? Chỗ cao như vậy làm sao mà sống? Búp bê là sao? Du Chi, mẹ với Du kia ở đâu? Họ ở nhà mà. Tại sao? Hồi nãy mới đây mà. Ba à, ba bị quan tưởng sao? Là sao? Sao vậy? Không hiểu gì hết. Trong nhà có ba người thôi mà.
Mày là ai? Tại sao lại vậy? Wow, cảnh đẹp quá đi ha. À, con búp bê nè, nhìn nó dễ thương quá đi. Hả? Không nên nhặt búp bê người ta làm rơi đâu. Có cảm giác như định mệnh vậy. Con búp bê bị bỏ rơi ở chỗ núi non này, em thấy tội nghiệp, em sẽ giữ nó lại. Hả? Thôi mà. Có gì đâu,